Xin chào mọi người nha. Hôm nay tụi mình làm cái ngày nướng thịt mời ăn gia đình bên chồng, thì mình cũng phụ chồng ướp thịt, và đây là mình làm hai cái tô trái cây, bên đây nó gọi là salad de fruits. Mọi là gì? Ok. Đến nào. Phim. Rồi, khói quá. Và nó có tê. À, bên kia là gia đình đang ngồi ăn. Nay 9 người là ăn, còn thiếu một người cháu một trai nữa. Có ba chồng. Quý rắc y. Mọi người đến lại ăn cơm này. C'est pas facile, c'est vrai, je suis réveillée tard. Mình chạy chạy, ăn sáng chạy, mình giờ cũng không đói. Non, parce que Minine a mis des sauces. Ah! Elle a fait mijoter toute la nuit. Ah oui. Xin chào mọi người nha, chúc mọi người ăn ngon. Bây giờ Đăng Tào ăn. Hãy đi, hãy kết thúc. Chào. 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 À, đây là nướng thịt nha. À, thịt heo thì mình có ướp bột xá xíu. Còn đây là sosis với thịt gà cũng ướp với hoa. Oui, je le fourchette, c'est bon, merci. Thì ăn đến phần tráng miệng. Salad de fruits là trái cây cắt trộn nha. Pas difficile. C'est pour moi ça. Oh. Allez, oui. Bên trái mọi người là món ăn khai vị. Nhưng mà vẫn chưa ăn hết. Làm nhiều quá. Merci. Chào mọi người nha, bắt đầu mấy chị em dâu đi dạo trong làng sau khi ăn cơm. Bonjour monsieur, au revoir, bonne journée. Ça y est, t'as fait l'année prochaine, il nous dépasse. Marathon. Và đây là trại nuôi những con chó được huấn luyện để cho những người đi săn, giống như săn heo rừng, săn thỏ rừng, săn nai rừng. Đây là những con chó đặc biệt huấn luyện nên cái giá của nó sẽ đắt hơn chó bình thường. Ở làng quê thì mọi người thấy đó, hầu như nhà nào cũng có những cái kho chứa củi hoặc là những cái bãi chứa củi để phụ thêm với lò sưởi ở đây. Vì sưởi fuel là một loại dầu cũng đắt tiền ha, hiện nay giá cũng đắt hơn nữa. Mà sưởi gỗ sẽ giúp cho giảm chi phí rất nhiều, nhất là ở đây hầu như người nào cũng có cánh rừng và cánh đồng, cánh rừng để cắt gỗ. Đây là bên tay phải mọi người là những cánh đồng lúa mì đã chín vàng rồi đây nè, chỉ chờ để gặt hái thôi. Thì những hạt lúa mì được xay ra để cho bò ăn, và cái rơm của lúa mì cộng lúa mì thành rơm để lát cho bò nằm. Đây là cái đá của cái vùng này mà người ta sử dụng để xây tường và xây nhà. Nhà hồi xưa đó nha, chứ bây giờ nhà xây bằng nhà gạch hết rồi.
Đây là một cái làng nữa ở phía xa xa. Và kia là những con bò mà chị chồng đang thả rong ở bãi cỏ bên kia. Và đây là những con bò của bà chị chồng. Đây là bên anh chồng. Pita bonjour nè. Là chồng của bà chị chồng, anh rể của ông xã. Đây là những con bò nuôi và bà chị chồng nói là họ thả khắp khắp một cánh rừng ở đây là có 80 mấy con bò, cộng với mấy con bò con là cũng khoảng 180 con, nhưng mà thả khắp các vùng, không có dồn lại một chỗ.